miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường nên nhiệt giảm nhẹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 6 tháng 10 và ngày 7 tháng 10, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến nền nhiệt giảm nhẹ. Trời trở nên quang đãng, se lạnh về đêm, trong khi ban ngày có nắng hanh và độ ẩm thấp. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến trong khoảng 20 đến 23 độ C, riêng các vùng núi có nơi xuống dưới 19 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ C. Trong khi đó, từ nay đến 8/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế dự kiến sẽ có mưa vừa và rải rác có dông, một số nơi có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng sẽ có mưa rào và dông, trong đó cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 10, lượng mưa tại các khu vực này sẽ giảm dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đặc biệt vào chiều tối và tối. Một số nơi có thể xuất hiện mưa lớn cục bộ. Dự báo trong thời gian tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc được dự báo cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Riêng khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ có nền nhiệt độ xấp xỉ trung bình so với các năm trước.